Nơi lạnh lẽo nhất vào lúc này là sự việc ở tỉnh Yên Bái. 7 người thợ nhà máy xi măng thân xác từ nay các anh để lại. Đời công nhân vất vả gian nan, kiếm đồng lương mồ hôi mặn đắng. Ai cũng có gia đình hoàn cảnh tương lai phía trước đầy những khó khăn. Ngày hôm ấy các anh bảo dưỡng ở bên trong ống trụ máy nghiền, mà bỗng dưng khi đang sửa chữa trụ máy bỗng dưng vì đâu xoay chuyển, ngàn viên bi đẻ lên thân xác, lấy đi 7 trụ cột gia đình. Các anh đều vì tương lai ấy mà chịu khó làm vất vả mưu sinh. Có gia đình hai anh em ruột nay đều đã gặp nạn cùng nhau, để lại đây con thơ vợ dại cùng với tiếng khóc là những niềm đau. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con. Từ mai miếng cơm manh áo tương lai phía trước ai nắm cho tròn. Những đứa trẻ chịu cảnh mồ côi khi ngày mai bố không về nữa, đội trên đầu chiếc mũ công nhân vất vả kiếm tiền cùng với nắng mưa. Người làm sai phải chịu trách nhiệm, pháp luật không để sót một ai. Một nhân viên đã bị khởi tố đằng sau những việc mình đã làm sai. Cái cảnh công nhân bao nhiêu vất vả cũng chỉ vì bát gạo hạt cơm, chỉ vì không may ra đi mãi để đôi vai ấy là những chai sờn. Mất rồi thì lấy lại được đâu, cuối cùng vẫn chỉ là niềm đau. Bỏ lại đây gia đình con cái, dừng lại cuộc đời đến mãi về sau. Thương những đứa trẻ phải mồ côi, thương người vợ lòng đau quặn thắt. Vì cuộc sống vất vả mưu sinh, lỡ một phút thôi mà không gặp mặt, người gây ra phải chịu trách nhiệm. Nhưng mạng người có trả được đâu, tìm đâu ra được nút quay lại để cho mọi thứ trở lại từ đầu.